Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm bàn nguội Yato IT08920. Như trên các bạn đã thấy, đây là sản phẩm mới nguyên và tôi sẽ lắp ráp ngay tại đây cho các bạn xem. Đây là mặt bàn ạ. Trong này sẽ có hướng dẫn lắp đặt sản phẩm. Thì như ở trên hình thì tôi đã xác định được đâu là mặt bàn, đâu là chân bàn và đâu là rằn. Đây là ốc. Và đây là đế. Vâng ạ, đây là tôi đã lắp hoàn thiện sản phẩm Yato IT08920. Như bạn thấy, đây là một bàn nguội về cơ khí được thép sơn tĩnh điện, có chiều dài là 1,5 m, chiều cao là 830 mm và chiều rộng là 780 mm, có thanh trọng tâm như ở đây. Thanh này chịu trách nhiệm là chịu lực và rằng cho chân bàn đứng vững. Chúng tôi bảo hành 12 tháng đối với kim loại này. Mặt bàn được trang bị nhựa chịu lực rất là tốt ạ. Đối với bàn thì có một vài phụ kiện nữa như là hộp tủ bên dưới Yato IT09152. Đây là hình ảnh của sản phẩm khi lắp các thiết bị đi kèm. Chúng tôi bán kèm tủ cánh lùa Yato IT08921 và ốp thân cho ngăn kéo ở dưới Yato IT09152. Cảm ơn các bạn theo dõi video của chúng tôi và hẹn gặp lại ở các sản phẩm tiếp theo.